bắt đầu đưa con nghe, đưa con nghe những cái chữ một cái tắt này, chúng ta lên từ 5 điểm tắt tin nhắn này, đến ba điểm sẽ là ba cái bộ này. Ga phanh chậm này, nhìn cái cơ này, bắt được cái cơ mà cái giống chú đỏ này, chú đỏ, chú đỏ được thần đấy, ngang vai đúng không? Chú đỏ ngang vai, cũng hoàn toàn đấy, đó. Ba điểm sẽ là ba dương khởi hành ngang dọc này, cả đều đều bên Mỹ thôi, nhớ chân gà này đừng có nhầm. Cái này phải dầm gá đúng không? Gá đeo nhưng lại như dầm một cái lẫn. Tôi lấy lễ nghỉ. Rồi, gương ngắn đi chú Trần nữa. Kéo bên tay này. Kéo luôn nè. Tức là không có gá to lên trừ điểm. Em gì? Không cho phép tư số 3 đầu về. Cái gá cho phép tư số 3 đầu về nè. Đưa con nhẹ nè. Đó, đưa con này. Đó. Đó, đưa con nhẹ nè. Đó, mà lại nè. Không được phép lùi mà hay. Không, lùi ra. Này. Đó. Đưa con nhà lên lên. Đó. Đó. Ba chết sẽ là bài vô chuông này. Thứ tư là thôi. Dùng giống ra phánh tâm lai. Đó. Như là có gã không thế nào. Chứ chưa thấy bộ gã chứ thấy bộ gã đó. Con nhâm chấn người ra hỏng á. Đó. Đó. Chân phánh thì nở. Chân phánh nó mới như trên phanh thì mình đúng rồi cái đường này thì là đứng đỉnh được rồi tiếp không thì đấy cái chân này này nắm được cái đường rồi ba đi biển chi dạ ấm con cái ngang vai ra phanh nhẹ em toàn vừa ra là mình sẽ mệt không bị ra cồn nhiều em mới dầm phanh nhiều đi không dễ bằng chân cồn nhé tại đây đứa đứng số chứ không mà ép hết bên thằng mình này ép hết bên này mới số lui này chứ bên toàn là cái gì cái để đậm ở đấy số 4 mới số lui này đó như sau này em mới lấy cái lưỡi lâm điểm này đó thấy đấy đó để trên vừa gặp cái góc góc nó lâm điểm đó thấy bây giờ em chơi cái nhiệm vụ bây giờ em chơi thẳng đó anh em bảo em đi chơi quen nó phi dừng lại cho thẳng mới mất trà đó đưa con nhẹ buồn lên như vậy này. Đó, đó. Bố dừng thì mới nghe em kêu để nhận bài được. Con là dừng. Tức là cái bài này bố là phải lặng tay nghe khi mình nhận bài thì mình mới được ra. Hắn chứa con mà chỗ xe ra là trật trên à. Ngắn cái gái lại lại này, ngắn vai đường. Đây. Đó. Đó, sẵn lên nó có gì đâu. Đó. Đó. Đó, ngắn vai gương. Ngắn vai gương cái này. Đó. Cái cọc nữa. Cọc đấy. À, bây giờ em ngậm trên phanh, em ngậm trên phanh được cái đường đó, thay bay đó, cái đường cái chân ấy. Em ngậm cánh được cái đường dương cái thay bay đó, khí màu trùng. À. Quá trình sửa nhiêu. À. Ngang vai này, ngang vai lại lại này, ngang vai bị con đạch này. Đoàn anh em toàn nó bị lại lại sớm. Toàn cái mông lại lại da quả cho nên nó ăn trượt hết. Này. Ăn cồn này, quý vô chứ hết cả thằng xe này. Bây giờ mình lấy cái gương nó này, cái gương này mình đi. À toàn này. Đây cái gương đó được chưa ngang một cái đường này ngang một cái đường này hiểu không rồi mình lại đều tại này mới vui quá rồi ở mấy cồn khổng dậy tốc độ lại rồi em mới bung cồn ra nó sẽ lại mình lên đi lung tung lên rồi cả đều này ở gì đấy mở rồng rồng ra chứ không thì chứ em mới vần lên tung gì cả đoàn vừa rồi là dừng chọn đi chậm là chắc rồi nhất. chậm khổng dậy tốc độ lại đó bây giờ anh đọc để mang ngã tư tức là đây là cái mô hình nhưng mà ở dưới thành nó phải dừng cái bài anh đọc quy định mà vừa đến đỏ là trừ 10 điểm đó nếu mà em vừa đến đỏ đây là cái mô hình giá tập em mới dừng được cái bạch vàng đấy cái màu nữa còn đến nào đen là phải dừng được cái bạch ấy để chờ đen cho là cái mô hình như này chứ mà 30 giây từ khi từ ngã tư ní để ngã tư nó đóng vòng 20 giây để mới qua được em qua được mới đừng rửa bốn ngã tư mà em đừng nó rạch nữa ví dụ 10 giây đó ví dụ như em vô đừng ở đây đừng ở đi không đi nữa 30 giây đánh chết đây luôn đó này hai mươi giây mới qua lên trường 5 điểm mà mưa ba mươi giây mới qua lên hành cách nữa này ngang này ngang cột này thêm đi từng bay một cho bọn em nữa theo rồi mới đi phải thêm những cái điểm những cái điểm ấm mới chân cũng không chạy chân cổ đi khử chuột là không chạy tốc độ này
mình lạnh đều đó, lạnh đều tại giống như chim chú vành, giống như chúng sức để vành lại đó, này bạn bên này, lạnh đều này, mình lạnh đều hết một tí, đó, em nhớ sau đi, nào, thế à, đau kia, đó, đau kia, rồi đi đường đường này, thấy em đi tương bay một cho bọn em rồi đó. Đó, này nó còn là tứ đấy, gọi tự nhiên như lúc này đó. Nhưng mà để em phải bắt sinh nhãn, để em bắt lên tư điểm. Đó, mình bắt để bay, để cho nó bay thẳng đổi số. Đó, thấy em đi tương bay một ngã người này, ngã người cột này này. Tức là ngã tư điểm em mới chết ngang đấy, đánh chết này. Em mới đi tắt rồi, nó đánh chết mà thế này, cái ngã cột này. Quả đường này, dùng lan đường này. Đó, cái đường mình như này. Đó, anh đọc tiếp, bay thì bay, thì nó bay trái đổi số thì lưng thẳng. Đó. Đó, tốc độ không được quá 20 nhớ nữa. Trong bây thì mà em tốc độ lên có số 20 là đánh cho hai đánh trừ điểm rồi chứ. Em mở trong cua ra. Đây là bài thay đổi số này. Tốc độ không 4 mét thì bằng 4 mét. Đó, 24 bằng 24 mét. Trong cái khoảng cách như tư chỉ thì chỉ thay bài. 24 tốc độ 24 bằng 24 mét. Này. Và đó tư chỉ nha. Gà lên này, chỉ bằng nghe kêu này. Kinh con cặp khoai này gà lên này. Đây là thứ 4. Đây chỉ mặt này này thôi. Không yêu cầu nữa, này nó không yêu cầu nữa. Xong. Đó, bây mình lên này, lên này. Lên này cái chỉ này. Ngang người tụt kêu nhỏ đây. Đó. Rồi, bê số 1 này. Đó. Đưa cuốn nghe. Đó, bây giờ em nhìn để cho xe này họ vào rồi. Ba đi em biết vào đấy chứ. Dạ. Đó, ba. Ba cái chân phải như ngậm chân phải như cái ba đó, hai cái chỗ nó ngậm chân phải như thế vì cái điểm đó. Vì ba đừng đính như mình ngậm chân phải như thế thật chính xác là. Cái đường sáu này là mình cho bánh đến chỗ nào hả? Đến đến cái chỉ vang đó, đúng đang chỉ vang ở được em đó. Cái chỉ vang mà em thấy cái chỉ đổi mơ rồi chưa? Không, tức là khi mình vào đó đang thì... cấn được cái đường đó, hai cái đường đó em thấy cái đường trắng này đường đỏ rồi chưa? Thì nữa, đó, con hơi xá quá thì nó cho anh vào một tí nữa thì đẹp. Còn nó là phi dung như lấy được nó sợ quả em đó. Em thấy anh ngoài này, em đang hẹp bên ngoài quả này. Ê, thấy chưa? Anh hẹp bên ngoài này, anh hẹp này. Đó, đó. Thế sao mình lui đến mỗi đến cái đường nữa? Đó, đến đường lên chứ là. Đến cái vạch nữa. Đó, hơi chậm lại nè. Rồi là hơi chậm lại nè. Quên cái nắp, cứng thôi. Đó, anh nhìn bay lên. Đó. Thấy sổ nè. Nhờ khi nó lui, nhờ thấy sổ nó quên cốn thả, lui rồi nó trừ điểm nè. Đó, thấy đi tương bay một rồi đó. Đó. Đó, dùng chân gá thì gá vừa phải thôi. Chứ không phải gá nhiều. Nhờ chân cái thay đúng được để nhâm. Dần nhâm, dầm nhâm phải như gá là không được. Nhờ cái thay này. Để nó bị rơi trên gã để nhân phải nhè này. Đây, bây giờ nhìn mình cái điểm dương thất tình trạng này, thay bay này. Đây, cái điểm này. Đó, lại hết này. Đó, bây giờ em đưa con ra để nhìn cái điểm đứng sau. Tức là con gạch này mới sẽ trên một đường thẳng. Đó, tức là cái điểm đó là cái điểm thẳng của bọn em. Trong hai cái điểm mới em để lắp một điểm nó bao nhiêu bọn em vào cái bài này. Này, cứ con tay đang cái đều con gạch đó. Này. Rồi cái điểm phải chính xác. Đó, tiếp theo. Rồi, khi nào thẳng con gạch này, bây giờ em nhìn cái lốp này, em cắn nó như cái lốp dưới này. Này, bây giờ cái điểm vào, bây giờ điểm dừng này, điểm dừng để lấy lại này. Đó, đấy này, vào liền. Đó, này. 5 giờ 20 vạch nhỉ? Đó, 5 giờ 20 vạch. Bây giờ chơi để thẳng lại nè. Anh chưa vuông nó để trên gẹp rồi nè. Đó, bây giờ anh thấy anh gẹp anh vuông chưa? Đó, này. Xong, bước tiếp theo. Bây giờ em cho lưu để nhanh bay. Đó, để nhanh bay rồi, tốt, tốt là được. Cái bài này mà tọt mà em chưa tọt mà cho xe ra lăn hành đánh chết nữa nè. Hai bài nó nhớ nè. Nào. Thì nhận bài, chưa nhận bài mà cho em xe, em cho xe ra lăn không bảo cái bài này nó nhờ em chưa đi. Nào. Chứ đến điểm là không nhận được bài lăn bảo cái bài này em bỏ mà cái bài này là không được. Đó, đến bài nước sạch này. Đây. 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 Nước sạch như bài đi bộ con cái chứ. Anh có đến đi. Đó. Đó. Đâu xuất phát là mình bật xin ăn bên lại đúng không? Kết thúc là mình đấy là mở lệnh này, đâu nữa là mình mở lệnh, đâu chứ phản là mình mở lệnh đúng không? Thì hết bài mình đóng lệnh lại, khóa lại đóng lệnh hết bài, đến bài kết thúc. Đó, dư chi nhánh này, cái đờ này không còn nhảy này. Đó. À, tay thì dư chi nhánh. Tay thì dư không còn nhảy trừ điểm ấy. Đó. Và tôi từ đồng nhảy này. Sáu tôi từ ví dụ thấy thẳng trả từ nhảy này. Đó. Trả thẳng là từ nhảy lại, chỉ cần chơi lại để anh thấy trả anh trả anh tắt này từ tắt này. Nha ví dụ nha anh tắt này, anh tắt này. Nhẹ đó, là chưa? Muốn đờ lên thanh tư điểm. Đó. Đến là kết thúc hết bài, hết bài thi của bọn em. Không? Hết bài đó. Là khi mình nghe chúc mừng bạn học đang kêu. Còn là mình thực hiện xong hết bài.
đó, hết bài thi của mình xong đó. Rồi, dư mình lên đi trước mà, mình lên đi trước thôi, ngồi hướng dẫn mà.